Kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, trong bối cảnh đại dịch corona tại thành phố Vũ Hán đã lan truyền không chỉ tại Trung Cộng, mà cơn đại dịch này đã và đang lan truyền đến Âu Châu và hiện nay là Hoa Kỳ, qua đường du lịch đã làm cho tâm lý của người dân hoang mang. Ngoài những nỗ lực quan tâm của chính phủ Hoa Kỳ đến cuộc sống của người dân, thì ngay cả các quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo cũng đã quan tâm đến sức khỏe chung của cộng đồng. Hôm nay vào lúc 3 giờ trưa thứ Bảy ngày 14 tháng 3 năm 2020, chúng tôi có buổi trao đổi với Linh Mục Joseph Vũ Hải Đăng, Chánh sứ Giáo sứ Đức Mẹ Lộ Đức tại thành phố Seattle, Washington qua FaceTime. Xin kính mời quý vị theo dõi. Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi đang trên đường FaceTime với cha Vũ Hải Đăng, là Chánh sứ của Giáo sứ Đức Mẹ Lộ Đức tại thành phố Seattle. Qua cái dịch của corona nó đang bùng phát ở tại Hoa Kỳ, chúng tôi muốn tiếp xúc và trao đổi với cha Vũ Hải Đăng một vài vấn đề xoay quanh ở trong tôn giáo hiện nay ở tại thành phố Seattle. Em mến chào cha, gửi lời chào đến quý khán thính giả đài truyền hình SBTN. Dạ, chào anh phóng viên Trung và với tất cả quý vị khán thính giả đang là theo dõi chương trình của SBTN. Lời chào thân thương nhất và nguyện xin Chúa ban phúc lành cho tất cả quân bảo và chị em, đặc biệt là ơn bình an trong lúc đại dịch này. Dạ. Thưa cha, vừa qua thì em biết được là Đức Tổng Giám mục của Tổng giáo phận tại Seattle có ra một cái thông báo về ngưng tất cả các thánh lễ. Thưa cha, cái đó là cái thông báo hay là cái sắc lệnh, cha có thể Đó là cái sắc lệnh luôn anh. Tuy nhiên là vào ngày 11 tháng 3, tức là ngày thứ tư 11 tháng 3, thì Đức Tổng Giám mục Paul Asian đã ra cái huấn lệnh tạm ngưng tất cả các thánh lễ trong Tổng giáo phận Seattle. Các thánh lễ ngày thường cũng như thánh lễ ngày Chủ nhật sẽ không được cử hành. Và nói như vậy, tất nhiên là không có thánh lễ, thế nhưng mà các nhà thờ thì vẫn mở cửa một số giờ để cho các giáo hữu có thể tới để viếng Chúa. Như anh Trung và như quý vị đang theo dõi biết rồi đó, trong những cái lúc mà con người chúng ta gặp hoạn nạn, gặp những khó khăn trong cuộc sống, thì có lẽ chỉ có nơi mà gọi là Thiên Chúa hay là Thượng Đế hay là Trời Phật, chùa chiền gì đó, thì con người cảm thấy rằng tới đó họ sẽ cảm thấy được là khi họ cầu nguyện và họ sẽ cảm được cái nguồn ủi an. Bởi vậy cho nên dù rằng chúng tôi không có thánh lễ hàng ngày cũng như thánh lễ ngày Chủ nhật, thế nhưng mà chúng tôi có mở cửa một số giờ để cho họ có thể ghé lại viếng Chúa hay là họ chầu thánh thể. Và ngoài ra thì trong cái thời gian này, tại vì trong cái tháng 3 mà người Công giáo chúng tôi thì là hay gọi là tháng kính Thánh Giuse, và Thánh Giuse là bổn mạng của giáo hội, cho nên cũng đang là nhiều nơi đã làm tuần cửu nhật để chạy tới cầu nguyện cùng với Thánh cả Giuse. Và chúng tôi cũng bắt đầu làm tuần cửu nhật được 3 ngày rồi, và ngày 19 tháng 3 sẽ là ngày kính trọng thể Thánh Giuse. Và chúng tôi đã làm tuần cửu nhật đó thì chúng tôi đã làm trên online để cho các người mọi người có thể biết giờ và họ cùng vào họ tham dự với chúng tôi. Vậy thưa cha, nếu mà như giáo xứ của cha có cái hệ thống mà để trực tiếp thánh lễ như vậy thì các giáo xứ khác có không thưa cha? Dạ, cái này là Đức Tổng đã khuyến khích tất cả các cha xứ đều làm, tại vì giống như anh Trung cũng như là quý vị biết rồi đó, ngày nay cái media nó đã phát triển rất nhiều, đặc biệt là trong cái gọi là livestream trong Facebook hay là YouTube. Cho nên là đã trước khi mà ra cái ngài ra cái huấn lệnh là tạm ngưng hết á, thì ngài đã có những cái thư gửi riêng để cho các cha xứ ở tại các nơi, là mình hãy chuẩn bị sẵn tinh thần là sẽ có thể làm livestream lễ, tại vì đó là cái những cái gì mà nó đã xảy ra ở bên Rome, tức là bên Vatican rồi. Thì ngài đã tiên đoán là ngài có nói là không có thể sẽ xảy ra tại nước Mỹ, cho nên là ngài đã nói trước rồi. Cho nên là chúng tôi đã, những người đã có những cái chuẩn bị, bởi vậy cho nên là đã có những cái chuẩn bị cho vấn đề mà cách mình quay, trong đó có tờ giấy, có cái ban và hướng dẫn cho, tại vì có thể là nhiều khi các cha cũng chưa bao giờ làm cái chuyện mà livestream hay là như thế nào về media, cho nên là ở trong đó có chỉ dẫn, hướng dẫn cặn kẽ lắm.
và để làm như thế nào để cho các giáo dân có thể là họ không có tế nhật thờ được thì họ cũng có thể họ tham dự thánh lễ qua online và họ rước lễ một cách thiêng liêng. Thì đúng rồi, thì giống như là ví dụ như mình nói là không có được hưởng ít hưởng, tức như là mình đón Chúa thực sự vào trong tâm hồn của mình, nhưng mà Chúa cũng có thể trong các hoàn cảnh này Chúa đến với mình một cách khác, đó là như vậy. Cho nên tại vì bây giờ rõ ràng là mình không thể nào làm được, mà nếu mình cứ tập trung tại nhà thờ mình chỉ muốn nhận đón nhận vào Chúa thì cái đó nó có thể là trong cái thời gian này nó có thể là nó làm cho ảnh hưởng đến rất nhiều sức khỏe của nhiều người khác nữa. Thưa cha, em có nghe một cái tin là bên vùng Washington họ sẽ cũng lockdown trở lại, thì cái tin đó có hay không thưa cha? Chắc chắn là có thể, thí dụ như là như anh biết rằng á, là ở nơi đâu mà nó có họ biết là phát hiện được cái vùng bệnh mà rõ ràng nhất á, thì là họ sẽ lockdown cho đó, tức nghĩa là gọi là nội bất xuất mà ngoại bất nhập, để họ muốn được rằng là họ cô lập cái vùng đó lại, thì để cho đừng có nhiều người trong cái vùng đó có thể mang bệnh đi ra chỗ khác. Y chang bên như cái bên ở Vũ Hán, anh biết là ở bên Trung Quốc thì họ cũng vậy thôi, thì họ cũng phải cô lập cái khu vực đó. Thì giống như bây giờ đó, hiện thời thì ở Washington thì chưa có nói cô lập. Thế nhưng mà anh thấy như ở bên New York, ở bên chỗ New Rochelle, họ đã cô lập cái bán kính trong vòng một cây số mấy cái vùng đó. Thì họ muốn là họ cô lập vậy để cho đừng có mang cái vi trùng đó ra bên ngoài. Và bắt đầu những người ở trong cái vùng đó thì giống như là bọn gọi mình gọi là self quarantine, tức là tự biệt lập trong vòng một thời gian. Và có lẽ thì tới lúc mà nó nặng quá thì tới lúc người ta cũng phải như vậy thôi. Đó, còn cái, trong cái kinh county đó thì là đặc biệt đó là cái vừa rồi đó, nó ở có một cái nhà hưu dưỡng ở bên Kirkland. Cái nhà hưu dưỡng đó thì họ đã có tới 20 mấy người qua đời bởi vì cái virus này. Cho nên đó, mà đa số là những người đó là những người già không thôi. Bởi vậy cho nên họ thấy rằng cái vùng đó, cái khất lần đó là cái nơi nhà hưu dưỡng đó là cái nơi mà nó ổ bệnh, thì có thể là họ đã biệt lập cái khu vực rồi. Giống như là anh chung như là quý vị thấy rằng có những chiếc tàu mà du thuyền đó mà họ bị là cũng như cô lập luôn. Họ không muốn để, tại vì những người mà họ sống ở trong cái nhà hưu dưỡng đó hay là những người đã sống trong cái du thuyền đó thì họ lây bệnh. Cho nên bởi vậy cho nên nếu mà những người đó ra ngoài thì rất là nguy hiểm, bởi vậy cho nên họ sẽ cô lập. Và họ cô lập như vậy thì họ cũng sẽ có những người y sĩ, bác sĩ tới để giúp cho họ, để chữa bệnh cho họ. Cơn đại dịch corona của Vũ Hán đã là một vấn đề cần quan tâm đến sức khỏe và vệ sinh cá nhân nơi công cộng, và những ý thức trách nhiệm là một vấn đề quan trọng đối với mọi người và rất thiết thực giàu trong cuộc sống. Chúng tôi, phóng viên vùng Tây Bắc, tường thuật cho SBTN từ thành phố Portland.